đến điểm mỗi lần 2 cây số đó chị. Từ 2 cây số là hả? Ê, giờ đây đến đó 2 cây số rồi chứ không phải giờ tưởng là gì với chút xíu rồi tới là. À, anh phát chiều rồi đi phát kìa. 2 cây số lận á. Sợ à? Ô, xích nữa. Mấy anh mà nước ngoài anh về đây anh thấy anh thích lắm. Tháng này là tháng Mã Lai. Mã Lai đúng không? Chị ở đâu đi chơi? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Anh ở chẳng lặng gì. Chị mới đi đây lần đầu. À. Mình đã mới đi lần đầu. Mấy hồi cứ đi mà đi chùa, đi xuống rồi đi chùa, sao đi về không mới đi chơi. À. Địa phương bấm dừng rồi đó.